Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, nhất là lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện. Theo đó, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính đến hết tháng 8 đạt 98.000 tỷ đồng tăng 2,06% so với thời điểm cuối năm 2022. Dư nợ cho vay đạt trên 86.000 tỷ đồng, tăng 3,9% so với thời điểm cuối năm 2022. Nợ xấu là gần 1.250 tỷ đồng, chiếm 1,46% tổng dư nợ.